Số 845 Phật Thuyết Tôn Na Kinh Hán Dịch Đời Triệu Tống Đại Sư Pháp Hiền. Tôi nghe như vậy một thuở nọ, Đức Thế Tôn ở tại rừng Cù Xê La thuộc Đức Kiều Thiểm Di. Khi ấy có Đại Tôn giả Tôn Na đến chỗ Phật, chí thành cung kính đảnh lễ sát chân Phật, lễ rồi đứng sang một bên bạch Phật: Bạch Thế Tôn, công đức vô tận có thể đạt được chăng? Cuối sinh Thế Tôn vì con giả nói rõ. Đức Phật liền khen Đại Tôn giả Tôn Na: Lành thay, lành thay, ông có thể hỏi như Đức Như Lai về công đức vô tận. Vậy ông hãy lắng nghe, ta sẽ giảng nói. Này Tôn Na, công đức vô tận đó thật là hết sức sâu xa vi diệu, tiếng tâm được vang khắp. Nếu người có tâm quy kính thì nhất định sẽ gặt được quả báo lớn. Công đức này có 7 thứ, ai tu tập được thì tiếng tâm vang khắp nơi. Nếu thiện nam, thiện nữ nào phát tâm chí thành thực hành đầy đủ pháp này, thì trong 4 oai nghi, công đức vô tận của người ấy luôn được tăng trưởng. Công đức đó không thể nghĩ bàn, không thể so sánh. Những như là vậy. Này Tôn Na, nếu có thiện nam hay thiện nữ nào phát lòng tin rộng lớn, cúng dường vườn rừng ao tắm để làm nơi kinh hành, tới lui, ngơi nghỉ cho chúng tăng 4 phương. Này Tôn Na, đây là công đức vô tận thứ nhất. Ai được như vậy thì chắc định quả báo lớn và tiếng tâm vang khắp. Nếu thì nam thì nữ nào thực hành đầy đủ pháp này thì trong 4 oai nghi, công đức vô tận của người ấy luôn được tăng trưởng không thể nghĩ bàn, không thể so sánh. Lại nữa này Tôn Na, nếu thì nam thì nữ nào phát lòng tin rộng lớn, xây cất tịnh xá ở trong rừng để cho chúng tăng có chỗ an nghỉ, này Tôn Na, đây là công đức vô tận thứ hai. Được như vậy nhất định tu đạt quả báo lớn cho đến tiếng tâm được vang khắp. Nếu thì nam thì nữ nào thực hành đầy đủ pháp này thì trong 4 oai nghi, công đức vô tận của người ấy luôn được tăng trưởng không thể nghĩ bàn, không thể so sánh. Lại nữa này Tôn Na, nếu có thì nam thì nữ nào phát lòng tin rộng lớn, cúng dường ngoại cụ, giường ghế mền nệm áo quần và những đồ cần dùng trong tinh xá cho chúng tăng, này Tôn Na, đây là công đức vô tận thứ ba. Được như vậy nhất định tu đạt quả báo lớn cho đến tiếng tâm vang khắp. Nếu thiện nam thì nữ nào phát tâm chí thành thực hành đầy đủ pháp này thì trong 4 oai nghi, công đức vô tận của người ấy luôn được tăng trưởng không thể nghĩ bàn, không thể so sánh. Lại nữa này Tôn Na, nếu có thiện nam thì nữ nào phát lòng tin rộng lớn, cúng dường của cải lúa gạo cho chúng tăng ở nơi tinh xá ấy, này Tôn Na, đây là công đức vô tận thứ tư. Được như vậy nhất định tu đạt quả báo lớn cho đến tiếng tâm vang khắp. Nếu thì nam thì nữ nào thực hành đầy đủ pháp này thì trong 4 oai nghi, công đức vô tận của người ấy luôn được tăng trưởng không thể nghĩ bàn, không thể so sánh. Lại nữa này Tôn Na, nếu thì nam thì nữ nào phát lòng tin rộng lớn, thường lui tới chỗ ở của chúng tăng, cúng dường những đồ cần dùng, này Tôn Na, đây là công đức vô tận thứ năm. Được như vậy nhất định tu đạt quả báo lớn cho đến tiếng tâm vang khắp. Nếu thì nam thì nữ nào phát tâm chí thành thực hành đầy đủ pháp này thì trong 4 oai nghi, công đức vô tận của người ấy luôn được tăng trưởng không thể nghĩ bàn, không thể so sánh. Lại nữa này Tôn Na, nếu có thiện nam thì nữ nào phát lòng tin rộng lớn hay bố thí cho những người bệnh khổ và cũng bố thí cho những ai thâm bệnh, này Tôn Na, đây là công đức vô tận thứ sáu. Được như vậy nhất định tu đạt quả báo lớn cho đến danh tiếng vang khắp. Nếu thiện nam thì nữ nào phát tâm chí thành thực hành đầy đủ pháp này trong 4 oai nghi, công đức vô tận của người ấy luôn được tăng trưởng không thể nghĩ bàn, không thể so sánh. Lại nữa này Tôn Na, nếu có thiện nam thì nữ nào phát lòng tin rộng lớn, sắm sửa các thứ thức ăn uống, thuốc thang, ngoại cụ, giày dép, đem cúng dường cung cấp cho chúng tăng trong lúc gặp cảnh sương tuyết ngưng động, giá buốt, gió mưa lạnh rét, để cho chúng tăng không còn bị mưa gió làm ướt rét nữa, nhờ sự cúng dường ấy nên được an lạc, này Tôn Na, đây là công đức vô tận thứ bảy. Được như vậy nhất định tu đạt quả báo lớn cho đến tiếng tâm vang khắp. Nếu thiện nam thì nữ nào phát tâm chí thành thực hành đầy đủ pháp này thì trong 4 oai nghi, công đức vô tận của ấy luôn được tăng trưởng không thể nghĩ bàn, không thể so sánh. Này Tôn Na, 7 công đức vô tận này, nếu có thì nam thì nữ nào phát tâm chí thành thực hành đầy đủ các pháp này thì nhất định sẽ tu được đạt được công đức vô tận không thể nghĩ bàn, không thể kể hết. Công đức do công đức ấy quá nhiều nên gọi là khối công đức lớn. Này Tôn Na, ví như con sông lớn nước thường luôn tuôn chảy, đó là sông Căng Già, sông Diêm Mẫu Na, sông Tát La Dụ, sông Ái La Phược Đế và sông Mạc Xí. Nước của 5 con sông ấy không thể lượng tính. Như vậy nước của 5 con sông này, cho đến đối với dụng cụ đựng đầy nước,
thì số lượng nước nơi sông kia gấp trăm ngàn ức. Vì lượng nước quá nhiều nên gọi là khối nước. Công đức vô tận cũng là như vậy. Này Tôn Na, nếu thiền nam thiền nữ nào thực hành trọn vẹn bài cốt thứ công đức vô tận này thì sẽ tu được được công đức là không thể nghĩ bàn, không thể kể hết, cho đến danh tiếng và phước báo cũng rất to lớn, do công đức quá nhiều nên gọi là khối công đức lớn. Khi ấy tôn giả Tôn Na là bạch Phật, bạch Thế Tôn, công đức vô tận ấy nếu người nào thực hành một cách đầy đủ về pháp chân thật không hư dối này thì nhất định tu đạt được quả báo lớn và danh tiếng sẽ vang khắp. Đức Phật bảo tôn đại tôn giả Tôn Na, theo như lời ông nói thì chắc chắn là tu đạt được công đức và quả báo đúng như vậy. Phật nói này Tôn Na, là có bảy thứ pháp công đức vô tận, nếu ai hành trì thì sẽ tu đạt quả báo lớn và danh tiếng vang khắp. Nếu thiền nam thiền nữ nào phát tâm chí thành thực hành đầy đủ pháp này thì trong bốn oai nghi công đức vô tận của người ấy luôn được tăng trưởng không thể nghĩ bàn, không thể so sánh. Những gì là bảy này Tôn Na, nếu có thiện nam thì nữ nào có lòng tin thanh tịnh nghe Như Lai giảng nói pháp hoặc chúng thanh văn kinh hành ca chốn hay nghĩ lại nơi các xóm làng thành ấp giảng nói nghe rồi thì sinh tâm hoan hỷ khởi lên ý thiện phát tâm bồ đề. Này Tôn Na, đây là công đức vô tận thứ nhất, như vậy thì nhất định thu đạt quả báo lớn, tiếng khen vang khắp. Nếu thiện nam thiện nữ nào thực hành đầy đủ pháp này thì trong bốn oai nghi công đức vô tận của người ấy luôn được tăng trưởng không thể nghĩ bàn, không thể so sánh. Lại nữa này Tôn Na, nếu thiện nam thiện nữ nào có lòng tin thanh tịnh nghe Như Lai và chúng thanh văn hoặc ở tại các làng xóm hay đến những thành ấp giả nói pháp nghe vậy rồi sinh tâm hoan hỷ khi lên ý thiện phát tâm bồ đề, này Tôn Na, đây là công đức vô tận thứ hai, được như vậy thì nhất định thu được quả báo lớn cho đến danh tiếng vang khắp. Nếu thì nam thì nếu có lòng tin thanh tịnh tu hành đầy đủ pháp này thì trong bốn oai nghi công đức vô tận của người ấy luôn được tăng trưởng không thể nghĩ bàn, không thể so sánh. Lại nữa này Tôn Na, nếu thì nam thì nữ nào có lòng tin thanh tịnh nghe Như Lai hoặc chúng thanh Phật ở nơi đường rẽ và nói pháp nghe bài rồi sẽ tâm hoan hỷ khởi lên ý thiện phát tâm bồ đề, này Tôn Na, đây là công đức vô tận thứ ba, được như vậy thì chắc định tu đạt quả báo lớn cho đến danh tiếng vang khắp. Nếu thì nam thì nữ nào thực hành đầy đủ pháp này thì trong bốn oai nghi công đức vô tận của người ấy luôn được tăng trưởng không thể nghĩ bàn, không thể so sánh. Lại nữa này Tôn Na, nếu thì nam thì nữ nào có lòng tin thanh tịnh nghe Như Lai hoặc chúng thanh văn đến xóm làng hoặc ấp giảng pháp nghe rồi sẽ tâm hoan hỷ khởi lên ý thiện phát tâm bồ đề, này Tôn Na, đây là công đức thứ vô tận thứ tư, được như vậy thì gia đình tôi đã có áo lớn cho đến tinh tiến gian khắp. Nếu thì nam thì nữ nào thực hành đầy đủ pháp này tận thì trong bốn oai nghi công đức vô tận của người ấy luôn được tăng trưởng không thể nghĩ bàn, không thể so sánh. Là nữa này Tôn Na, nếu thì nam thì nữ nào có lòng tin thanh tịnh nghe Như Lai và chúng thanh văn ở nơi sấm là hoặc tại thành ấp và nói pháp đích thân đến gần gũi lễ bái chiêm ngưỡng rồi sẽ tâm hoan hỷ khởi lên ý thiện phát tâm bồ đề, này Tôn Na, đây là có lúc thứ năm, được như vậy thì nhất định thu đạt quả báo lớn cho đến tiếng tâm phân cấp. Nếu thì nam thì nữ nào thực hành đầy đủ pháp này thì trong bốn hoa nghi có đức vô tận của người ấy luôn được tăng trưởng không thể nghĩ bàn, không thể so sánh. Lại nữa này Tôn Na, nếu thì nam thì nữ nào có lòng tin thanh tịnh đến cho Phật hay đến chỗ các thanh văn để lễ bái chiêm ngưỡng nghe danh nghe diệu pháp nghe rồi sẽ tâm hoan hỷ khởi lên ý thiện phát tâm bồ đề, này Tôn Na, đây là công đức vô tận thứ sáu, được như vậy nhất định tu đạt quả báo lớn cho đến danh tiếng vang khắp. Nếu thì nam thì nữ nào thực hành đầy đủ pháp này thì trong bốn oai nghi công đức vô tận cũng ấy luôn được tăng trưởng không thể nghĩ bàn, không thể so sánh. Là nữa này Tôn Na, nếu thì nam thì nữ nào có lòng tin thanh tịnh nghe giáo pháp từ Phật hay thanh văn được gọi lên ý thiện quy Phật pháp tăng là còn thọ trì giáo pháp thanh tịnh của Như Lai, này Tôn Na, đây là công đức vô tận thứ bảy, được như vậy nhất định thu đạt quả báo lớn cho đến danh tiếng vang khắp. Này Tôn Na, nếu thì nam thì nữ nào phát tâm chí thành thực hành đầy đủ pháp này thì trong bốn oai nghi có đức vô tận của người ấy luôn được tăng trưởng không thể nghĩ bàn, không thể so sánh. Này Tôn Na, bảy thứ pháp công đức vô tận như vậy, nếu thì nam thì nữ nào thực hành đầy đủ thì nhất định sẽ thu đạt công đức không thể hạn lượng.
Này Thu Nam, bài thuyết pháp công đức vô tận này, nếu có thiện nam thì nữ nào phát tâm chí thành thực hành một cách đầy đủ thì công đức vô tận đạt được là không thể lường. Thế thì công đức danh tiếng và quả báo lớn đó rất nhiều nên gọi là của công đức lớn. Là nữ này Tôn Na, ví như năm con sông lớn, nước thường chảy là sông Căng Già, sông Di Mẫu Na, sông Tát La Dụ, sông Ái La Phược Đế và sông Mạc Xí. Nước của năm con sông này là không thể lường xét. Như vậy nước các sông ấy cho đến những vật đựng đầy đủ đầy nước, dù cho số đếm đến trăm ngàn ức cũng không thể tính đếm được, vì lượng nước ấy rất nhiều nên gọi là khối nước. Công đức vô tận cũng là như vậy. Này Tôn Na, bảy thuyết pháp công đức vô tận đó thì nam thì nữ nào thực hành một cách trọn vẹn thì công đức đạt được là không thể nghĩ bàn, không thể kể hết. Cho đến danh tiếng vang khắp, công đức nô quả báo cũng rất nhiều nên gọi là khối công đức lớn. Bây giờ Đức Thế Tôn liền nói kệ: Tu thiền định thanh tịnh, chỉ tu theo tánh tích, được báo nhiều hơn biển, như sông giúp muôn loài, nước sông không hạn lượng, các sông chảy từ nguồn, bố thí được nhiều phước, như sông chảy ra biển. Nghe Phật dạy nói rồi, Đại Tôn giả Tôn Na hoan hỷ đảnh lễ, tín thọ phụng hành.